Kính chào quý khán giả đang trở lại với chuyên đề người lao động của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Trước hết là phần tin. Thưa quý vị và các bạn, theo Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai, tháng công nhân với chủ đề Công nhân Việt Nam tiên phong sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng. Qua đó, các hoạt động tháng công nhân nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là phục hồi và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Tháng công nhân năm 2022 được phát động từ ngày 24 tháng 4 đến hết ngày 31 tháng 5. Theo đó, một số hoạt động cấp tỉnh sẽ diễn ra như tổ chức tổng kết tuyên dương điển hình thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức chương trình điểm hẹn công nhân với chủ đề lắng nghe, thấu hiểu, chia sẻ, trao 10 căn nhà mái ấm công đoàn cho cán bộ công đoàn, đoàn viên và người lao động có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh lao động cấp tỉnh thăm tặng quà cho công nhân lao động bị tai nạn lao động nặng trên địa bàn tỉnh. Đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các đơn vị trực thuộc, căn cứ kế hoạch của tỉnh xây dựng kế hoạch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động phù hợp với tình hình nhiệm vụ và điều kiện thực tế của đơn vị. Tổ chức phát động tháng công nhân tại địa phương, đơn vị, bảo đảm thiết thực rộng rãi trong toàn thể đoàn viên người lao động, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, tổ chức thăm hỏi giúp đỡ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động với phương châm mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất một hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên. Vừa qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở cho cụm 2 gồm Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Đảng ủy công an tỉnh, thành phố Biên Hòa và các huyện Long Thành, Nhân Trạch, Vĩnh Cửu và Trảng Bom. Trong thời gian một buổi, các học viên được triển khai chuyên đề những vấn đề cần quan tâm trong công tác tham mưu triển khai tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở hiện nay và một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc thực hiện trong thời gian tới. Theo Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, qua lớp học này, mong muốn góp phần nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng tham mưu, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở cho các thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp, những văn bản mới về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở hiện nay. Từ đó giúp thành viên Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở các cấp hiểu sâu sắc hơn nữa chức năng nhiệm vụ của mình trong quá trình triển khai thực hiện chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định của Đảng về quy chế dân chủ. Từ đó làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở địa phương, đơn vị mình. Kính thưa quý vị và các bạn, hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa là việc làm quan trọng và hết sức ý nghĩa. Việc tham gia giao dịch trên các sàn thương mại điện tử còn giúp bà con nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp hướng tới chủ động sử dụng công nghệ, từng bước áp dụng chuyển đổi số trong sản xuất kinh doanh nông sản. Chương trình phối hợp hỗ trợ nông dân chuyển đổi số trong sản xuất và tiêu thụ nông sản, hàng hóa giai đoạn 2022-2025 được Hội Nông dân tỉnh và Bưu điện tỉnh Đồng Nai phối hợp ký kết. Để đạt hiệu quả mục tiêu đề ra, hai đơn vị đã xây dựng kế hoạch để triển khai đồng bộ trong hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, thực hiện nội dung thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Bưu điện Việt Nam đạt kết quả tốt nhất. Theo cái nội dung của chương trình phối hợp đã ký kết và cái kế hoạch thực hiện, thì về phía Hội Nông dân chúng tôi sẽ triển khai đến các cấp hội trong tỉnh, trong đó là chủ động phối hợp với lại cùng với lại Bưu điện tỉnh Đồng Nai thực hiện công tác truyền thông, cái tuyên truyền và giới thiệu và liên kết tiêu thụ sản phẩm. Cái nội dung thứ hai đó là sẽ phối hợp để tuyên truyền và cũng như là triển khai cái chương trình, cái chuỗi cung ứng sản phẩm nông nghiệp an toàn, chất lượng cao do các cái hợp tác xã, các chi tổ hội nông dân, các cái chủ trang trại, các hộ nông nghiệp giỏi sản xuất. Cái thứ ba đó là sẽ hợp tác để triển khai cái xây dựng và triển khai cái chương trình, cái chuỗi liên kết an toàn bền vững gắn với cái chương trình mục tiêu quốc gia. Cái thứ ba là sẽ phối hợp để thực hiện các cái tổ chức hội cùng với bưu điện để thực hiện làm các cái đại lý, các cái cộng tác viên để thực hiện các cái chương trình phối hợp cùng với bưu điện. Và cái thứ năm là sẽ thực hiện các cái dịch vụ bưu điện giúp cho các cái chủ trang trại, các cái mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, các nông dân sản xuất giỏi thực hiện các cái dịch vụ tài chính bưu chính
theo các cái sản phẩm dịch vụ để hỗ trợ cho người dân phát triển kinh tế hộ ở địa bàn nông thôn. Thì với các cái nội dung của chương trình và kế hoạch đó thì về phía hội chúng tôi sẽ rà soát, nắm lại cái thông tin, cung cấp cái thông tin để giúp cho các hộ nông dân sản xuất giỏi, các cái mô hình kinh tế tập thể, các chủ trang trại được tham gia lên cái sàn thương mại điện tử, trong đó sẽ kết nối để mà tiêu thụ cái nông sản hàng hóa, đặc biệt là những sản phẩm chất lượng, sản phẩm an toàn, những sản phẩm đó có chứng nhận sạch, rồi sản phẩm ô cốp rõ nguồn gốc, để đẩy mạnh cái tiêu thụ cho nông dân trong thời gian tới. Mục đích của chương trình nhằm cụ thể hóa thỏa thuận hợp tác giữa Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam về việc hỗ trợ các hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, chi tổ hội nghề nghiệp tham gia các sàn thương mại điện tử để kết nối, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thêm các kênh phân phối mới, mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. Phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, góp phần tiêu thụ nông sản khi vào mùa thu hoạch. Lộ trình từ năm 2022 đến năm 2025 là sẽ đưa 97 hộ nông dân lên trên sàn thương mại điện tử. Đó, trong năm 2022 thì kế hoạch là sẽ đưa 15.000 hộ nông dân lên. Đưa thì dự kiến trong kế hoạch là quý 2 5.000, quý 3 5.000 và quý 4 5.000 sẽ đưa lên sàn thương mại điện tử. Cách làm thì ngành bưu điện sẽ đi thu thập các cái dữ liệu các hộ gia đình để đưa lên cái sàn Postmart của bưu điện. Sau đấy là tuyên truyền giới thiệu và đặc biệt là phối hợp với các cấp chính quyền địa phương, hộ nông dân để giới thiệu, đào tạo, tập huấn cho bà con nông dân biết. Sau đấy thì bà con sẽ đưa hàng lên cái sàn thương mại điện tử này. Đây là một cái xu thế rất là tốt, sẽ đưa hàng hóa đi tất cả trong nước, thậm chí là quốc tế để người ta có thể giao dịch và có thể là tiêu thụ ở trên cái sàn này. Đây là một cái xu thế rất là tốt. Dự kiến trong năm 2022, có 15.000 hộ sản xuất nông nghiệp cập nhật giới thiệu và bán sản phẩm trên sàn giao dịch thương mại điện tử postmart.vn hoặc aripostmart.vn. Ưu tiên nông sản an toàn, minh bạch về nguồn gốc như sản phẩm Việt Gap, Global Gap, sản phẩm OCOP. Trước mắt, mỗi huyện, thành phố chọn 2-3 xã, phường, thị trấn làm điểm để nhân rộng. Ngoài ra, kế hoạch phối hợp sẽ xây dựng các chương trình truyền thông về chuyển đổi số nông nghiệp, nông thôn, lồng ghép vào các hội nghị tập huấn, đào tạo hoặc sự kiện của các cấp hội nông dân và hệ thống bưu điện trong tỉnh. Cũng trong phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, từ năm 2016 đến năm 2020, chị Hoàng Thị Hiền tại phân xưởng thành phẩm của Tổng Công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai đã không ngừng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ để đạt thành tích lao động tiên tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở. Bản thân chị Hiền đã không ngừng học hỏi, phối hợp tốt với tổ bảo trì phân xưởng và các anh chị em ở tổ khác để đưa ra nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao công suất, hiệu suất máy, nâng cao chất lượng sản phẩm để mang lại thu nhập tốt hơn cho người lao động. Từ năm 2016 đến nay, chị đã có 5 sáng kiến như lắp đặt thêm một bàn chải trên máy bao B14 để giữ gói bạc di chuyển ổn định khi máy hoạt động, lắp thêm thanh đỡ đuôi bao bì ở cùng cấp bao bì máy bao B14 để tránh tình trạng bao bì gói bị kẹt khi chuyển đến cùng đai tải bao bì, cải tạo phễu chứa điếu trên máy bao Super Slim B19 tại phân xưởng thành phẩm, cải tạo phễu điếu máy đóng bao tại phân xưởng thành phẩm và sáng kiến khắc phục lỗi gãy và thiếu điếu trên máy bao mềm AMF100S. Với mỗi sáng kiến trên đây đã góp phần nâng cao công suất và hiệu suất máy, qua đó đã làm giảm rất nhiều thời gian ngừng máy và xử lý. Được biết, trong một ca sản xuất 8 tiếng, thời gian ngưng máy giảm được 64 phút, làm cho năng suất máy tăng lên khoảng 4.480 gói thuốc thành phẩm. Được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ là rất xứng đáng đối với chị Hoàng Thị Hiền trong thi đua lao động sản xuất. Chủ yếu là mình làm trong máy, mình đứng máy, mình lâu năm thì mình có kinh nghiệm, mình tìm tòi ra mình có những cái đề tài sáng kiến mà áp dụng, và chủ yếu là cho đỡ hao hụt để nâng cao cái hiệu suất máy, cái công suất máy mới đỡ hao hụt rồi để cho cái tiêu hao nó cái giảm được cái giá thành và nâng được cái
hiệu quả, nên chứ không nghĩ là mình được cái thành quả như ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua, thông qua các chương trình phúc lợi, đoàn viên, người lao động đã hưởng được nhiều chính sách, đặc biệt tiếp cận được các gói vay tiêu dùng ưu đãi của các công ty tài chính. Để tiếp tục mang lại những giá trị và lợi ích thiết thực cho người lao động trên địa bàn Đồng Nai nhiều hơn nữa, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết bản ghi nhớ chương trình phúc lợi cho đoàn viên và người lao động với công ty tài chính Lotte Việt Nam. Theo đó, nội dung ký kết gồm các gói vay tiêu dùng ưu đãi, thẻ tín dụng dành riêng cho đoàn viên người lao động làm việc tại Đồng Nai nhằm đáp ứng nhu cầu vay vốn mua sắm, sửa chữa nhà cửa, cho vay trả góp, thẻ rút tiền mặt khẩn cấp với lãi suất ưu đãi. Thì hy vọng rằng là cái chương trình mà Liên đoàn Lao động tỉnh ký kết trên cơ sở chỉ đạo của Tổng Liên đoàn thì sẽ giải quyết được những cái khó khăn, giúp cho người lao động không bị vướng vào cái vấn nạn tín dụng đen. Thì trong cái thời gian tới thì Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ triển khai một cách cụ thể để các cái chương trình phúc lợi thật sự là đi vào cuộc sống. Được biết, nhiều năm qua thực trạng tín dụng đen đã ảnh hưởng rất nhiều đến người dân, trong đó có đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Do đó, việc ký kết chương trình phúc lợi cho đoàn viên về hỗ trợ vay vốn ưu đãi rất quan trọng và ý nghĩa. Tổng Liên đoàn kỳ vọng, tin tưởng các cấp công đoàn Đồng Nai sớm đưa các hoạt động hỗ trợ tài chính xuống tận cơ sở, đến được với đoàn viên người lao động hiệu quả thiết thực nhất, giúp người lao động kịp thời giải quyết những khó khăn áp lực trong cuộc sống để yên tâm làm việc. Công ty tài chính Lotte Việt Nam là đơn vị thứ 11 mà Liên đoàn Lao động tỉnh hợp tác triển khai các chương trình phúc lợi cho đoàn viên người lao động. Trước đó, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ký kết với 10 đơn vị nhằm triển khai các dịch vụ và sản phẩm thiết yếu đến người lao động với giá giảm trực tiếp từ 20 đến 40% so với giá thị trường. Qua đó giúp người lao động sử dụng những dịch vụ tốt, sản phẩm có xuất xứ rõ ràng và phù hợp với túi tiền của người lao động. Kính thưa quý vị và các bạn, trong tháng 4 và tháng 5 năm 2022 này, cán bộ công chức viên chức và người lao động có thể được nghỉ đến 7 ngày dịp lễ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Cụ thể, Dỗ Tổ Hùng Vương ngày 10 tháng 3 âm lịch là một trong 11 ngày nghỉ lễ được quy định tại Bộ Luật Lao động. Ngày 10 tháng 3 âm lịch năm nay rơi vào ngày Chủ nhật, tức là ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Là ngày nghỉ hàng tuần, cho nên dịp Dỗ Tổ Hùng Vương 2022, cán bộ công chức viên chức người lao động sẽ được nghỉ bù vào ngày thứ hai của tuần tiếp theo, tức là ngày 11 tháng 4 2022. Cụ thể lịch như sau. Đối với người lao động có chế độ nghỉ 2 ngày một tuần vào thứ bảy và chủ nhật sẽ được nghỉ 3 ngày liên tục từ ngày 9 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 2022. Đối với người lao động có chế độ nghỉ 1 ngày một tuần vào ngày chủ nhật thì sẽ được nghỉ 2 ngày liên tục từ ngày 10 tháng 4 đến hết ngày 11 tháng 4 2022. Đối với cán bộ công chức viên chức và người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị xã hội được nghỉ 3 ngày liên tục. Sẽ được nghỉ tối đa 4 ngày dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2022. Sau dịp nghỉ lễ Dỗ Tổ Hùng Vương thì cán bộ công chức viên chức và người lao động tiếp tục được nghỉ dịp lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5. Căn cứ điểm CD khoảng 1 điều 112 Bộ luật Lao động 2019, ngày chiến thắng 30 tháng 4 và Quốc tế Lao động 1 tháng 5 là hai ngày lễ trong năm mà người lao động được nghỉ việc và hưởng nguyên lương. Cũng trong dịp 30 tháng 4 và 1 tháng 5 2022 rơi vào ngày thứ bảy và chủ nhật. Như vậy, cán bộ công chức viên chức và người lao động được nghỉ liên tục từ 30 tháng 4 đến hết ngày 5 tháng 5 2022 nếu thuộc trường hợp chế độ nghỉ 2 ngày trong tuần. Tiết mục pháp luật và người lao động đến đây đã kết thúc chương trình hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.